Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Đối với những anh em nào mà đang sử dụng CPU của Intel thì chắc chắn không còn xa lạ gì với hệ thống tản nhiệt stop của Intel, một chiếc quạt bé xíu đi kèm với một miếng heat sink làm bằng nhôm hoặc là có thêm một chút đồng, và từ Intel Pentium cho tới Intel Core i9 thì đều được trang bị tản nhiệt stop. Chính xác, anh em không nghe nhầm đâu. Tất cả những mẫu CPU của Intel chỉ cần không phải là đuôi có hậu tố K hoặc là những mẫu CPU đặc biệt thì chắc chắn sẽ đi theo kèm một hệ thống tản nhiệt. Và nếu như anh em nào mà đang dùng những mẫu CPU như kiểu là Pentium hoặc là Core i3 thì thực tế anh em dùng bất kỳ một loại tản nào cũng được, bởi vì những cái mẫu CPU đó ăn rất ít điện và cũng cần tiết kiệm chi phí nữa, thế nên việc cắm luôn tản nhiệt stop là một chuyện hết sức dễ hiểu. Thế nhưng nếu anh em sử dụng những mẫu CPU cao hơn từ Intel Core i5 trở lên thì ít khi nào anh em muốn sử dụng tản nhiệt stop, bởi vì thực tế những cái mẫu CPU này sẽ tiêu thụ điện khá là cao. Với TDP anh em hoàn toàn có thể xem ở trên trang chủ. Với những mẫu CPU Intel Core i5 thì anh em có thể thấy được là TDP Intel ghi là 65W, hoặc đôi khi với Intel Core i9 là 125W. Và như mình đã nói ở trên, cái mức TDP chỉ để tham khảo, và CPU có thể ăn ít điện, có thể ăn nhiều điện. Thậm chí là có những mẫu CPU Intel Core i9 khi mà chúng ta lướt bình thường nó chỉ ăn khoảng từ 20-30W, nhưng khi chúng ta làm nặng là hơn 200W điện. Điều đó thì là một điều xảy ra khi mà chúng ta làm những việc khác nhau, chơi game thì khá là nhẹ này, nhưng khi mà chúng ta stress test thì chắc chắn là những hệ thống tản nhiệt stop của Intel, thậm chí là có lõi đồng chăng nữa thì cũng không thể nào chịu được. Thậm chí là sử dụng thêm tản nhiệt nước thì cũng nằm im luôn, bởi vì cái stress test như vậy là khiến cho CPU tản nhiệt khá cao. Vậy thì chúng ta hãy về cái yếu tố thực tế đi, những cái hệ thống tản nhiệt khí đi theo kèm ở bên trong. Nếu mà chúng ta cắm lên những mẫu CPU đời cao như Intel Core i7, Intel Core i9 thì được thiết kế để chịu tải khi mà chúng ta chơi game, thì nhiệt độ với lại cái mức điện mà CPU tiêu thụ sẽ từ khoảng 50-100W điện, và một hệ thống tản nhiệt stop theo kèm có lõi đồng của Intel sẽ tản nhiệt được tối đa là 85W. Tức là về mặt lý thuyết thì khi mà chúng ta chơi game, chúng ta cắm tản nhiệt stop thì chắc chắn vẫn có thể sử dụng được. Tất nhiên thì nhiệt độ khá là cao khi mà mẫu CPU hoàn toàn có thể đạt được 100 độ C cực kỳ nhanh chóng với hệ thống tản nhiệt stop. Đấy là CPU Intel Core i9 đấy. Vậy thì nếu như anh em nào mà bảo nó vô dụng này, chúng ta cần phải biết được cái mục đích sử dụng chính xác của sản phẩm ấy là gì. Chúng ta sử dụng đa dạng này, render video thì chắc chắn là tản nhiệt stop sẽ không thể nào có tác dụng với chúng ta được. Thế nhưng khi mà sử dụng để chữa cháy ở trong một vài trường hợp thì việc có sẵn những hệ thống tản nhiệt stop như này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình trải nghiệm và sử dụng của chúng ta. Vậy thì anh em có hay sử dụng tản nhiệt stop của Intel hay là không? Anh em mua những mẫu CPU về thì anh em hay sử dụng tản nhiệt khí hay sử dụng tản nhiệt nước? Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.